Bốn du khách Hàn Quốc không qua khỏi trong vụ lật xe ở làng Cù Lần. Bốn du khách Hàn Quốc được xác định là đã không qua khỏi sau vụ lật xe do lũ cuốn bất ngờ khi cả nhóm đang tham quan từ làng Cù Lần ở Lâm Đồng. Chiều tối 24 tháng 10, cơ quan chức năng và lực lượng cứu hộ, cứu nạn huyện Lạc Dương đã tìm thấy bốn du khách người Hàn Quốc. Ba người trong số này được tìm thấy trong tình trạng đã không qua khỏi, du khách còn lại bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu nhưng cũng đã không qua khỏi sau đó. Được biết, vị trí tìm thấy các nạn nhân cách vị trí chiếc xe gặp nạn khoảng 2 km. Chiếc xe ô tô chở nhóm du khách do lái xe của khu du lịch làng Cù Lần điều khiển chạy dọc con suối đưa du khách đi tham quan trải nghiệm. Thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực không có mưa nhưng lại có lũ từ thượng nguồn đổ về bất ngờ. Như thông tin đã đưa thì trưa ngày 24 tháng 10, trong lúc tham quan làng Cù Lần thuộc xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, bằng ô tô, bốn du khách người Hàn Quốc đã bị nước lũ cuốn trôi. Lực lượng chức năng đang xác định danh tính của các nạn nhân.